Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bóng đá hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta cùng điểm qua những tin chính nóng hổi nhất có trong ngày. ấn tượng ban đầu về truyền thông và người hâm mộ Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik là dáng vẻ ấm áp cùng nụ cười hiền hậu luôn thường trực ở trên môi. Thế nhưng sâu trong con người của vị chiến lược gia người Hàn là một tinh thần mạnh mẽ với những phát ngôn đầy chất thép. Sự quyết tâm và lòng trung thành là hai yếu tố cốt lõi được huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh trong triết lý của mình, từ đó chúng ta cũng dần mường tượng ra được dáng dấp của một đội tuyển Việt Nam dưới tay ông trong tương lai. Trong buổi họp báo ra mắt, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ rằng ông đã nhận được lời khuyên từ tiền bối cũng là cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo về bí quyết tạo nên đội bóng thiện chiến nằm ở sự kết nối với các cầu thủ Thầy Park đã làm quá tốt nhiệm vụ kết nối các cầu thủ trong phòng thay đồ để từ đó tạo nên một đội tuyển Việt Nam giàu tính đoàn kết và thiện chiến ở trên sân, và hy vọng tinh thần đó sẽ lặp lại ở những chiến binh sao vàng dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngay sau khi trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nêu hai điểm nổi bật với phong cách và triết lý bóng đá của mình để xây dựng một đội tuyển vững mạnh. Điều đầu tiên một trong những câu triết lý yêu thích của tôi trong bóng đá, đó là không có cầu thủ nào chiến thắng cả đội bóng. Đó là thông điệp rõ ràng mà tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik muốn gửi đến tất cả cầu thủ của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dù bạn là ai, có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào thì mỗi một cầu thủ sẽ chỉ cống hiến cho lá cờ trên ngực trái mà thôi. Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức hay Công Phượng cũng không ngoại lệ. Họ là những người có sức ảnh hưởng lớn không chỉ trên sân bóng mà còn trên mạng xã hội, bởi lẽ đó những cầu thủ trên cần phải làm gương cho tất cả, trên tinh thần không có ngôi sao nào để đặt lợi ích cá nhân cao hơn đội bóng. Qua nhận định này có thể hiểu rằng ở thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam mà không phân biệt tuổi tác, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn mà vị chiến lược gia 47 tuổi đề ra. Điều thứ hai, triết lý của tôi là bóng đá chiến thắng dựa trên tinh thần quyết tâm hướng tới chiến thắng. Trong khi người thầy của ông Kim Sang-sik đó là huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến một văn hóa chiến thắng, dù trước đối thủ nào, giải đấu nào thì có thể thấy mục tiêu chiến thắng mà huấn luyện viên Kim Sang-sik lan tỏa đến cầu thủ là cực kỳ rõ ràng. Khi vào sân về tâm thế của những chiến binh, sự nỗ lực của từng cá nhân sẽ làm nên thành công của một tập thể. Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ có khoảng hơn 2 năm kinh nghiệm cầm quân trên cương vị là huấn luyện viên trưởng và nền bóng đá ông dẫn dắt cũng chỉ được khoanh vùng ở Hàn Quốc. Điều đó mang lại sự hoài nghi nhất định cho truyền thông và người hâm mộ Việt Nam khi xem xét bản CV của vị chiến lược gia người Hàn. Thế nhưng chưa có kinh nghiệm dẫn dắt trực tiếp thì huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể lấy những nghiên cứu để khỏa lấp. Vị chiến lược gia 47 tuổi khẳng định ông đã có 20 năm xem bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực Đông Nam Á. Bởi vậy sẽ không quá khó khăn để ông Kim bắt đầu triều đại của mình ở Việt Nam. Một trong những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam đến phần nhiều từ sự tìm hiểu cặn kẽ từng gốc rễ của nền bóng đá nước ta. Nhận thấy các cầu thủ Việt Nam hay gặp phải các tình huống như ốm vặt, thầy Park đã yêu cầu toàn bộ những cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu đó phải đi tẩy run, một hành động tuy nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả với sức khỏe của các cầu thủ. Hơn thế nữa, điều đó giúp các cầu thủ Việt Nam có lòng tin vào người thầy của mình. Quay lại với huấn luyện viên Kim Sang Sik, ông đã chia sẻ việc đã có hơn 20 năm nghiên cứu về bóng đá Đông Nam Á. Trong lúc là cầu thủ của Jeonbuk Hyundai Motors, vì thế việc làm việc tại môi trường bóng đá Việt Nam khiến ông không những không bỡ ngỡ mà còn đầy sự tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà VFF giao cho. Huấn luyện viên Kim Sang Sik hy vọng sẽ xây dựng đội tuyển Việt Nam có tinh thần cạnh tranh cao hơn để hướng đến những mục tiêu trong khu vực và là bản lề để chinh phục các giải đấu châu Á. Chưa kịp thay đồ trong ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cùng những cộng sự của mình di chuyển thẳng đến sân hàng đẫy để dự khán một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Hành trình ngáp dài của thầy Kim lọt vào camera của phóng viên khi xem trận đấu giữa thể công Việt Theo và Hoàng Anh Gia Lai, phần nào lột tả được chất lượng chuyên môn của trận đấu này và nhìn rộng hơn là cả V-League. Và ông thầy mới bước qua tuổi 47 sẽ có rất nhiều công việc để làm trong chu kỳ 2 năm của mình. Một triết lý bóng đá mới mẻ từ huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng làm thỏa mãn những con tim yêu bóng đá tại Việt Nam. Tuy nhiên, bài học từ đống cho tàn dưới thời huấn luyện viên Philippe Joue vẫn còn đó và liệu vị chiến lược gia mới bước qua tuổi 47 có dám bước qua ranh giới của sự an toàn và xây dựng một đế chế mới dưới triều đại của mình hay không? Việc tin tưởng vào thế hệ đã thành danh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo hay tiếp tục đãi cát tìm vàng để xây dựng hệ thống mới cho riêng mình đang là câu hỏi mà chính huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải giải quyết trong ngày mai. Khi thời gian cho những trận đấu đầu tiên của ông Kim tại vòng loại World Cup đang đến cận kề, có lẽ an toàn nhất cho ban huấn luyện mới lúc này đó là sử dụng những nhân sự cũ có chọn lọc dưới thời hai vị tiền nhiệm trước đó là huấn luyện viên Park Hang-seo và Philip chu Huấn luyện viên Kim Sang-sik có rất nhiều lợi thế khi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào lúc này một trong những lợi thế hàng đầu của cựu huấn luyện viên Jeonbuk Hyundai Motors đó là xuất thân của ông đến từ đất nước Hàn Quốc. đương nhiên chuyện so sánh với huấn luyện viên Park Hang-seo là điều hiển nhiên khi chính thầy Park là người mở đường cho những người Hàn Quốc tìm kiếm khát vọng tại Đông Nam Á. Lợi thế tiếp theo của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi ông vẫn thừa hưởng lứa cầu thủ U23 Thường Châu năm 2018 và U20 World Cup 2017 với những quang hải hay tiến linh. Tuy nhiên, nhiệm vụ của vị chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ là giải bài toán làm sao để kết hợp lứa cầu thủ tài năng đó với những cầu thủ trẻ hiện tại. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được dự đoán sẽ trẻ hóa đội tuyển, tuy nhiên ông vẫn có hướng đi mới cho riêng mình khi nhìn vào những trợ lý chuyên môn mà ông Kim đem sang Việt Nam. Một hướng đi mới nhưng hy vọng vào kết quả cũ là những điều mà người hâm mộ chờ đợi vào đội tuyển trong thời gian tới. Còn bây giờ lựa chọn cựu binh hay cầu thủ trẻ cũng chỉ là phương án được đồn đoán, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik rất rõ ràng về triết lý không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào. Phát biểu trong buổi nhậm chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dành lời cảm ơn gửi đến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và mong muốn được gặp gỡ, làm việc với cầu thủ ngay lập tức cho những kế hoạch lớn sắp tới và không thể có trận đấu nào phù hợp hơn vào lúc này để thuyền trưởng người Hàn Quốc đánh giá cụ thể nhất về giải đấu quốc nội của chúng ta. Đó là hai cặp cầu đinh của vòng 17 V-League 2023-2024 giữa thép xanh Nam Định đối đầu với BKMX Bình Dương, cũng như trận derby thủ đô hứa hẹn nóng bỏng giữa Hà Nội FC gặp thể công Việt theo. Dù chỉ là hai trận đấu quốc nội, tuy nhiên nó lại bao gồm những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Hy vọng huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự sẽ có những đánh giá cụ thể nhất về thực lực của các học trò. Như đã đề cập, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đến dự khán sân hàng đẫy để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ thể công Việt Theo và Hoàng Anh Gia Lai chỉ không lâu sau khi đặt chân đến Việt Nam. Trận đấu diễn ra với tốc độ không quá cao, với những pha va chạm còn nhiều hơn những cơ hội nguy hiểm được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, thông qua đây thì vị chiến lược gia người Hàn cũng đã có được cái nhìn đầu tiên về cầu thủ và nền bóng đá Việt Nam. Trả lời trong buổi họp báo ra mắt, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự ấn tượng với một số cầu thủ Việt Nam thông qua việc dự khán trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam lại chưa để lộ tên của những cầu thủ này. Dự kiến huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục dự khán các trận đấu ở các vòng đấu tới của V-League, qua đó đánh giá về năng lực của các cầu thủ, đồng thời nghiên cứu để tìm ra nhân sự và đấu pháp phù hợp cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không còn nhiều thời gian để chốt danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng 6 tới đây. Và sau đó thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ phải dốc sức cho giải đấu quan trọng diễn ra vào cuối năm là ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, tiền thân của AFF Cup. Một triều đại mới của bóng đá nước nhà mở ra và khi đó một đội tuyển Việt Nam với dáng dấp và phong cách mới cũng xuất hiện. Công cuộc tái thiết cho bóng đá nước nhà của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không chỉ là ngày 1 ngày 2 mà đó là cả một quá trình dài để nghiên cứu và nhào nặn. Tương lai chúng ta chưa biết trước được điều gì cả, nhưng sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là điều chúng ta có thể hy vọng vào huấn luyện viên Kim. Huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc như ông Park Hang-seo đã thành công rồi, những người đi sau như ông Kim cũng mong muốn được như vậy và học theo như vậy. Đó là động lực để họ tìm hiểu, phấn đấu và là một điều tích cực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại ở dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh.